Thì ngày hôm nay các thầy phòng khám tổ chức mừng buổi lễ ra phòng khám cho một bé rất là đặc biệt. Bé này mắc căn bệnh u não. Tuy là u não lành tính thôi, nhưng nó nằm trong cái hạng mục mà phòng khám có nhận để hỗ trợ điều trị. Thì hôm nay các thầy muốn tổ chức cái buổi lễ này mừng cho cháu, bởi vì trường hợp này rất đặc biệt. Lát nữa thầy Thanh sẽ phân tích cho tất cả quý bệnh nhân và người nuôi nghe về trường hợp của cháu nhỏ này, và cũng qua đó mong muốn làm sao tạo thêm cái nguồn động lực, động viên tinh thần của những bệnh nhân đang được hỗ trợ điều trị tại phòng khám chuyên khoa của cha Phê Rung Nguyễn Văn Tường và các thầy ở đây. Thì bây giờ trước khi bắt đầu, thầy Thanh xin mời tất cả mọi người cùng với các thầy thuốc ở đây cùng hướng về Chúa để chúng ta tạ ơn Chúa, cảm ơn cha đã tận tâm nghiên cứu cái phương pháp cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư mà ngày hôm nay chúng ta mới có được cái cơ hội ngồi đây để mà áp dụng được cái phương pháp này. Thì xin mời tất cả mọi người ạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao dồi cho đến ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, nhưng thân xác hồn tràn lạc ở thiên. Cuối xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Xin Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mời tất cả mọi người ngồi xuống ạ. Sau đây ông Bùi Văn Thưởng sẽ thông qua danh sách của cháu bé để công bố cái tên và cũng như địa chỉ của cháu và cái quá trình hỗ trợ điều trị tại đây để cho mọi người được biết à. Xin mời ông. Kính thưa quý vị và đối bệnh thân mến, trước tiên thì cho phép chú thay mặt thành viên phòng khám chúc mừng cháu Đỗ Nguyễn Duy Khang đã hoàn thành phác đồ điều trị đạt hiệu quả cao. Chú xin cháu đứng dậy, cháu Nguyễn Duy Khang. Cháu Đỗ Nguyễn Duy Khang sinh năm 2013, bị u não, địa chỉ là khóm 10, phường Tân Biên, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày nhận bệnh là ngày 15 tháng 11 năm 2023, ngày hoàn thành phác đồ điều trị là ngày 16 tháng 7 năm 2024, thì chắc qua đây cũng là hẳn 9 tháng. Dạ. Hiện tại thì sức khỏe của cháu và các thầy y bác sĩ đã đưa cho cháu lên những bệnh viện Nhi Đồng 2 đã kiểm tra sức khỏe, thì về thì các y bác sĩ đã tìm hiểu qua cái hồ sơ bệnh án thì cháu đã đạt hiệu quả cao trong phác đồ điều trị. Vừa rồi ông Bùi Văn Thưởng cũng đã thông qua cái tên của cháu và cũng như là
cái bệnh tình để cho quý bệnh nhân cũng như quý người nuôi ở đây được biết. Thì trước khi thầy quý và đại diện các mạnh thường quân để phát biểu, thì thầy Thanh xin được giải trình về cái kết quả này đạt được ngày hôm nay của cháu bé để cho tất cả mọi người mình được biết. Đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt, bởi vì thứ nhất là đây là một bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mà cái thời gian hỗ trợ điều trị lại là lâu dài nhất, lâu hơn rất nhiều bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư ở đây. Bởi vì để thấy được một cái kết quả trên thực tế nó không giống như những gì mà mình có thể hình dung được đâu. Bởi vì mình suy nghĩ là cái căn bệnh ung thư ác tính thì cái thời gian điều trị nó phải kéo dài hơn, lâu hơn so với những cái dạng ung thư lành tính. Ở đây là cháu bị adenoma, có nghĩa là cháu có một cái khối u ở trên não mà nằm ở vị trí tiểu não ở gần phía sau, ở nằm bên trái. Thì thường thì những cái khối u lành á, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều và nó không có hiện tượng di căn giống như ác tính. Tuy nhiên nó sẽ phát triển cái khối u nó lên rất nhanh, trong một thời gian nó sẽ to ra và có thể nó ảnh hưởng tới chức năng, ví dụ như chức năng của não bộ, hệ thần kinh, và ảnh hưởng tới chức năng tay chân, hệ vận động cũng như là thị lực nếu mà ở phía sau vùng tiểu não. Thì cái trường hợp của cháu là một trong những trường hợp mà phòng khám y học cổ truyền trước đây là có cha thì cũng vẫn nhận những trường hợp u não lành tính và cả u não ác tính. Thì trường hợp của cháu ở đây phòng khám có nhận có phương pháp để hỗ trợ điều trị bằng cách ăn uống và đặc biệt là phương pháp thực dưỡng. Ăn cháo nano, thảo dược nano theo tên gọi mà cha đặt cho cái phương pháp của mình thì thầy cũng sử dụng cái tên gọi đó. Và hôm nay đáng lý là chờ tới cuối tháng có thể là sẽ có một số bệnh nhân hoàn thành phác đồ thì tổ chức chung một lượt và công bố kết quả. Tuy nhiên vì cái trường hợp của cháu cũng khá đặc biệt cho nên thầy muốn phân tích riêng và hôm nay cũng muốn tất cả mọi người ngồi đây để cùng lắng nghe, cùng chúc mừng cho cháu. Bởi vì một người lớn, ví dụ như trưởng thành, tất cả cô bác lớn tuổi thì cái chuyện mà mình hiểu, thấu hiểu cái phương pháp, mình ăn cháo, mình cố gắng, mình nỗ lực thì nó đã là một cái động lực, nó đã là một cái sự cố gắng rất nhiều. Mà ở đây lại là một cháu nhỏ sinh năm 2013, có nghĩa là tới nay là được 11 tuổi mà cháu đã quyết tâm ăn, mà thậm chí là ăn còn hơn những người lớn mình ở đây nữa. Cái thời gian nó lại kéo dài hơn rất nhiều, bắt đầu là nhận bệnh từ ngày 15 tây tháng 11, có nghĩa là khi mà cha đột quỵ và cha mất, sau đó là thời gian sau đó là từ ngày chôn cha là ngày 6, ngày 7 tây tháng 11 là ngày đó là Hà Nguyệt chôn cha, thì tới ngày 15 thì cháu mới vô đây để mà được nhận bệnh, để được chăm sóc, hỗ trợ điều trị. Đó có nghĩa là sau khi cha mất rồi cháu mới vô. Thì lúc đó phòng khám mình cũng còn lộn xộn, nhiều thứ chưa có ổn định lại. Bởi vì lúc đó rối nhiều thứ lắm, các thầy thuốc ở đây trải qua một cái cú sốc lớn, cũng như là bệnh nhân khi đó cũng rất là hoang mang, không biết phải làm sao. Mà thời điểm đó vẫn tiếp tục, phòng khám vẫn tiếp tục nhận bệnh, bệnh nhân tới, ai tới là tạo điều kiện để hỗ trợ điều trị cho từng bệnh nhân, chứ không có bỏ rơi một trường hợp nào hết. Trong trường hợp của cháu là nhận bệnh trong hoàn cảnh đó. Rồi sau đó cái thời gian là phòng khám bắt đầu là phục dựng lại, thì ở nhà rạp các thầy và bệnh nhân rất là khó khăn trong thời điểm đó. Bởi vì lúc đó các thầy không có kinh phí để mà mua những cái cây gỗ hoặc là những cái cây tre đó là dựng rạp lên, nhưng mà mình phải mướn, thuê mướn nhà rạp thì sẽ trả tiền sau. Thì lúc đó là những cái khó khăn nó dồn chồng chất lên, nó có nhiều thứ, ví dụ như là lúc đó thuốc không có nè, gạo không có nè, rồi nước không có nè. Nhưng mà vì cái sự quyết tâm, tại vì
các thầy là học trò của cha, gồm có 4 thầy mà cha đã đào tạo ở đây 10 năm, gồm có thầy Quý, thầy Tiến, thầy Hạnh và thầy Thanh. 4 thầy ở đây là cha đã đào tạo thời gian rất là dài, cha quấn nhục, sống với cha, ăn uống cùng với cha, cha dạy dỗ từng ngày, từng chút, cho nên mình hiểu, hiểu nhiều về cái phương pháp mà cha đã áp dụng. Mà nếu như mình không có đem cái phương pháp đó mà tiếp tục giúp cho mọi người thì điều đó rất là uổng phí. Cho nên là mặc dù không có một cái gì hết trong thời điểm đó mà các thầy vẫn quyết tâm nỗ lực cái thời điểm đó để dựng, mình thuê cái nhà rạp mà trả tiền sau đó, thuê nhà rạp lên để giúp cho bệnh nhân. Mà thời điểm đó thì mới nghĩ là thôi mình dựng nhà rạp lên rồi mình tư vấn cái phương pháp của cha thôi, chứ mình không dám nghĩ tới vấn đề là mình phải có cái thuốc, có cái gạo, có cái nước từ đâu để mà về phục vụ cho bệnh nhân. Vì lúc đó không còn cái gì hết, thì lúc đó chỉ nghĩ là cố gắng làm sao bệnh nhân mà đã tới đây rồi, vì tất cả quý bệnh nhân tin tưởng cha, tin tưởng phác đồ của cha mà tới đây, các thầy nhận bệnh thì các thầy phải có trách nhiệm làm sao để đi cùng với bệnh nhân đó cho đúng, hoàn thành cái chương trình hỗ trợ điều trị. Thì cho nên cố gắng hết sức. Cho nên là khi mà dựng xong nhà rạp thì thời điểm đó cũng cầu xin Chúa, cầu xin cha làm sao cho phòng khám mình có được cái điều kiện để mình giúp bệnh nhân. Thì nghĩ ban đầu là tư vấn bệnh nhân thôi, chứ cũng không nghĩ là cấp phát được cái gì hết, tại vì không có cái gì đâu cấp. Thì ở đây các thầy có 3 người, 3 vị đã tới đây đã giúp cho các thầy đứng vững trong thời điểm đó. Cái người đầu tiên giúp cho các thầy về thuốc đó là bác Tô Phú Quế. Xin mời bác Quế đứng lên cho mọi người. Bác hỗ trợ cho các thầy về cái phần trà thảo dược, trà thảo mộc, mà cái thời điểm đó là nguồn cung từ bác có giấy phép kinh doanh, giấy phép hoạt động và những cái loại thuốc, những loại trà đó đã được cấp phép an toàn vệ sinh thực phẩm và các cái chứng nhận để áp dụng cho bệnh nhân ở đây. Rồi người kế tiếp đó là bác Giang, bác Trần Minh Giang, là người đã cung cấp cho các thầy nước, cái nguồn nước ở thời điểm đó. Cho nên là đã có được 2 thứ rồi. Và cái thành phần cái thứ 3 nữa đó là kinh phí ban đầu để phục dựng lại phòng khám, đó là bác Ngô Văn Thuận. Thì bác hôm nay không có dự ở đây, nhưng mà qua đây thầy cũng nhớ đến và cảm ơn bác để mọi người tin tưởng và cùng nhau đồng hành với các thầy. Thì bác là người góp công. Bác khi mà bác ngày đó bác vào á, bác thấy mọi thứ nó không có gì đó, thì bác mới nói ủng hộ cho các thầy 26.000 viên gạch để phục dựng lại. Thì cái phần công thợ thì bác không có lo, nhưng mà bác lo cái phần vật tư, có nghĩa là gạch. Bác cho cái số đó. Thì bắt đầu những người tiếp theo đó có những mạnh thường quân khác tin nhiệt tưởng và tín nhiệm để phục dựng lại. Thầy nói một chút về cái quá trình mà nó đã đi lên từ cái khó khăn vậy, mà dẫn cháu bé này từ ngày 15 tháng 11 mà quyết tâm theo các thầy từ thời điểm đó đó, từ phục dựng lại phòng khám trong suốt thời gian dài, phòng khám xây dựng từ từ thì cháu cũng vẫn ăn phương pháp ăn cháo cho tới ngày hôm nay, quyết tâm cho tới ngày hôm nay để có được cái kết quả. Thì thầy bây giờ thầy sẽ phân tích cái kết quả đó cho mọi người thấy và biết được ở đây các thầy hỗ trợ bệnh nhân như thế nào và kết quả cuối cùng sẽ đạt được những gì, để qua đó mình lấy cái đó mình làm động lực. Bởi vì một cháu bé như thế này mà ăn được cái phương pháp này, khỏe mạnh được như vậy, có kết quả được như vậy, thì bản thân mỗi người mình phải cố gắng phấn đấu. Điều đó là nó rất là hãnh diện. Bữa nay cháu ngồi đây, được ngồi đây là cái phần thưởng rất là xứng đáng. Các thầy rất là vui mừng, những cái mệt mỏi, những cái khó khăn tự nhiên cảm thấy nó tan biến. Mà sáng này đi hơi trễ, bị xe cộ nó có vấn đề chút, nên thử bệnh nhân, quý bệnh nhân cũng thông cảm.
Bây giờ thầy sẽ phân tích về cái kết quả hồ sơ đầu vào đầu ra của cháu để mọi người thấy được là nó như thế nào nha. Đây cho con mời. Đây là cái giấy đăng ký của cháu, đăng ký tại phòng y học cổ truyền. Cháu Đỗ Nguyễn Duy An, sinh năm 2013, quê ở tại Tân Điền, Tân Biên, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì cháu mắc căn bệnh là u não Wadnoma. Thì cháu có đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội, cháu đã tới tận đó và kiểm tra. Nhưng mà do cái phương pháp lúc đó là bác sĩ chưa có sử dụng thuốc, nhưng mà bác sĩ có chờ đợi cái ngày mà có thuốc đúng không? Cháu chưa có áp dụng cái thuốc thuốc tây tại bệnh viện, thì cháu mới vô đây. Lúc đó cái triệu chứng của cháu là thường xuyên là bị đau đầu, cứ một ngày như vậy đau rất là nhiều cơn, mà mỗi cơn như vậy cũng đau tương đối từ mức trung bình tới mức dữ dội đó. Nếu như mà cái khối u này mà nó chèn ép sâu vào bên trong nữa thì nó rất dễ xảy ra cái hiện tượng là bị co giật động kinh. Nhưng mà cháu chưa tới mức đó, nó chỉ đau đầu ở phía sau óc, ở phía trên đỉnh đầu. Đó là cái bệnh lý của cháu. Thì cái thời gian trước á, cái kết quả MRI của bệnh viện ở Trung ương, Nhi Trung ương Hà Nội đó, thì các thầy không có ở bệnh viện giữ. Nhưng mà trong một thời gian điều trị đó, thì cái thời điểm mà ngày 4 tây tháng 3 2024 đó, là cái thời điểm này nè, cháu được đi khám lại tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhi Đồng 2. Bệnh viện Nhi Đồng 2 có địa chỉ tại phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cả hai cái ngày đều là khám ở tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 hết. Cái thời điểm tháng 3 khám ở Nhi Đồng 2 và thời điểm 8 tây tháng 6 2024 cũng khám ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 luôn. Thì cái kết quả trên MRI nha, MRI nè, MRI thường thì kiểm tra cái MRI á, là dành cho những cái tổn thương liên quan tới phần mềm, mô mềm rồi đó, thì nó sẽ hay. Còn cái phần CT á, sẽ phần những cái phần mô liên kết xương đó, hoặc là những cơ quan thì sẽ phù hợp với cái CT. Thì tùy vào mỗi cái bệnh lý khác nhau mà bác sĩ quyết định cho bệnh nhân là làm MRI hay làm CT. Thì khi mà làm MRI như thế này đó, hoặc là làm CT á, bác sĩ sẽ cộng thêm cái thuốc, tiêm thuốc cản quang. Thuốc cản quang. Cái thuốc cản quang này nó giúp cho cái hình ảnh nó sẽ rõ ràng hơn trên cái hình phim MRI. Thì mỗi lần như vậy đều phải tiêm thuốc cản quang, cho nên thì cái thời gian mà để áp dụng cái phương pháp này đó là do quyết định của bác sĩ. Cũng từ 3 đến 6 tháng mới cho làm lần, chứ không có thể nào mà mình muốn làm mình làm đâu. Bác sĩ cũng vậy, quyết định cho mình làm là như vậy. Cả hai lần này đều làm MRI hết nha, MRI đều có tiêm thuốc cản quang. Thì lần trước ở tại Bệnh viện Nhi ở Hà Nội đó, thì cái kết quả như thế nào thì các thầy không có cái kết quả đó nên không có so sánh được. Nhưng mà thầy có hai kết quả này để so sánh, và hai kết quả đều nằm trên tay. Và bệnh nhân giữ bản gốc, người nhà giữ bản gốc, còn các thầy giữ cái bản scan trên máy để lưu lại đó, để sau này mình làm nó làm tư liệu. Về cái phần MRI đó, thì cái thời gian mà ngày 4 tháng 3 2024 là qua Tết á, là bé có đi Bệnh viện Nhi Đồng 2 và kiểm tra cái kết quả là Wadnoma, là nó có kích thước là 8mm ở vùng phía sau của tiểu não, nằm bên trái tiểu não bên trái. Rồi vậy thì mọi người thử đưa ra dự đoán thử coi, bây giờ thì cái kết quả
mà bé sẽ đạt được là kết quả như thế nào? Đâu thử đưa ra thử cái dự đoán thôi cơ. Thầy gợi ý một cái thôi, có nghĩa là nó sẽ không hoàn toàn biến mất cái khối này đâu. Trên nguyên tắc á, cái tổn thương của cái khối u đó là nằm trên cái não á, tiểu não á, thì bác sĩ sẽ phải phẫu thuật. Nhưng mà phẫu thuật có khi nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của cháu bé, cho nên bác sĩ cũng sẽ cân nhắc. Và cái khối này trong thời gian dài nó sẽ to lên, nó sẽ to lên. Thì giả dụ tiểu não nó có một cái khối, tiểu não bên trái có khối đó là 8mm. Vậy thì thời điểm mà kiểm tra ngày 16, có nghĩa là sau hơn 3 tháng á, là kiểm tra lại cũng tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 luôn. Hồ sơ trước là Nhi Đồng 2, hồ sơ sau là Nhi Đồng 2. Mà kết quả là MRI nữa. Tại vì cái bệnh u não á, nó không có cái dấu ấn của ung thư, mà chỉ sử dụng trên MRI thôi, để đánh giá được thôi. Kể cả xét nghiệm máu cũng không có đánh giá được về cái bệnh lý này, chỉ có làm cái phương pháp này thôi. Thì cái hồ sơ đầu vô là không có, là tại vì có cái hồ sơ đó là chỉ để là u não lành tính thôi, quadnoma thôi. Nhưng mà thầy có cho làm ở thời điểm tháng 3 và thời điểm tháng 6. Vậy thì bây giờ thầy muốn mình thử mình đưa ra cái kết quả thử coi. Ai có thể dự đoán kết quả? Ai dự đoán kết quả thì nói thử coi nghe thầy nghe coi. Đâu, ai có thể đưa ra dự đoán? Cô thử coi. Cô dự đoán kết quả. Hả? Không sao, cô đưa ra dự đoán thử coi. Bao nhiêu mm? Hả? Thôi vậy đi. Thầy chắc nó giảm nhiều rồi thầy. Dạ, thầy cô thử coi. Giảm có khoảng gần còn phân nửa thầy. Phân nửa? Là 4mm hả? 4mm. Rồi ai đưa ra kết quả thử coi. Cứ nói thử đi. Hả? Đúng rồi, bây giờ nè, để thầy nói nha. Bây giờ ai mà trả lời đúng thì sẽ có thưởng, một phần thưởng. Rồi. Dạ. Đây là phần thưởng là một phần bột trà gạo lứt tím nha. À, bây giờ đây là cô đưa ra là 4 ha, 4 ml. Rồi tiếp tục. Hả? Rồi sao mà tự tin dữ vậy? 1mm hả? Trời ơi. 1mm, tự tin dữ. Ai nữa? 3mm đó thầy. Đổi hả? 4mm giờ đổi lại hả? 3mm. Sao không nghĩ là lớn hơn chút? Trời ơi. Cái này là một cái tình này thật tặng cho khách hàng. Còn hả? 2mm hả? Ờ, 2mm. Rồi để đây đi, lát nữa làm phần thưởng nha. Vậy bác mang qua đây luôn đi, rồi làm phần thưởng, làm chung luôn một phần lớn luôn. Rồi 2mm. Rồi ai còn kết quả khác? Hả? 5mm hả? 5mm. Rồi cho thêm đi, cho thêm hai kết quả nữa đi. Ai dự đoán bao nhiêu? Hả? Một hả? Một có rồi, có người dự đoán rồi. Có đây dự đoán rồi. Bác thử đưa ra đi. Vẫn giữ nguyên quyết định là 1mm. Rồi. Rồi. Vậy cho thầy thêm một kết quả nữa đi. Hả? Nhiều. 2mm cũng có rồi luôn. Vẫn giữ nguyên kết quả đó. 2mm. Còn ai nữa không? 2,5. Chà, có số lẻ nữa hả? Bây giờ kiếm số lẻ cũng hơi khó nha. Thông thường á, thì cái khối u của cái não á, một là nó sẽ đứng yên trong thời gian dài nếu mà bác sĩ kiểm tra và cho những loại thuốc hoặc là phương pháp phù hợp, ăn uống và kèm với thuốc. Hoặc là bác sĩ sẽ phẫu thuật cái khối đó ra, nhưng trong trường hợp cái khối đó nó nằm sâu ở bên trong, hoặc là những cái vị trí khó mà phẫu thuật được thì bác sĩ sẽ không có can thiệp. Thì thông thường thì cái thời gian từ, nếu mà tính từ tháng 11 cho tới hôm nay, thì cái khối nó sẽ lớn lên. Khối nó lớn lên hơn 8mm chứ không nhỏ đâu. Nhưng mà hiện tại thì thầy gợi ý là nó có nhỏ.
Và đây là những kết quả được dự đoán. Bây giờ muốn nghe công bố không? Giờ thì công bố luôn ha, khỏi có dự đoán nữa ha. Đúng rồi. Trên lâm sàng thì cháu rất là khỏe. Nhưng mà còn kết quả sẽ là cái kết quả đánh giá để xem kết quả như thế nào. Thì cái kết quả của em trai ngày 18 tháng 6 vừa rồi nó cho ra kết quả là còn lại 1 mm. 1 mm. Từ 8 mm nè, còn 1 mm. Vậy thì ai là người dự đoán 1 mm vừa rồi? Đây, dưới đây ha. Rồi lát nữa lên đây nhận phần thưởng. Dạ phải chia đều thôi. Bây giờ có một phần thưởng mà hai người dự đoán trúng vậy phải chia rồi. Thôi lấy làm vui thôi. Xin mời hai bệnh nhân dự đoán cái kết quả vừa rồi chính xác của cháu. Rồi xin mời bác Tô Phú Quế lên trao phần thưởng cho bệnh nhân dự đoán chính xác. Mời bác lên. Rồi, chúc mừng. Rồi. Nói chung là tạo cái niềm vui thôi. Nhưng mà cái kết quả này á, là một kết quả vô cùng xứng đáng dành cho cháu và chị ở đây. Nếu như mà một bệnh nhân mà lớn tuổi hoặc là trưởng thành thì thầy nghĩ cái kết quả nó cũng vui đó. Nhưng mà khi mà, rồi xin chào cho sẻ khóa tay, khi mà kết quả của cháu nhỏ như thế này mà làm được điều đó thì cái điều đó rất là giá trị và rất là ý nghĩa đó. Cho nên là hôm nay các thầy thuốc ở đây rất là vui mừng vì cái kết quả đó, mà cái thời gian điều trị nó cũng rất là kéo dài. Nhưng mà lát nữa lý do nào kéo dài thì thầy sẽ nói cho người nhà, để người nhà sẽ phát biểu để chia sẻ thêm về lý do tại sao mà thời gian nó lại có thể kéo dài đến như vậy. Rồi, bây giờ xin mời thầy Nguyễn Thanh Quý có đôi lời phát biểu để chúc mừng cho cháu. Rồi, xin mời thầy. Thầy Quý xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em và các bệnh nhân thân mến. Hôm nay là một ngày vô cùng vui mừng. Thầy xin chúc mừng cho một bệnh nhân rất là nhỏ tuổi ở trong phòng khám này ạ. Và xin tất cả mọi người cho một tràng pháo tay thật là lớn. Cái căn bệnh ung thư của chúng ta thì đa phần là xuất hiện trên những người bệnh nhân lớn tuổi, mà bây giờ mình trong phòng khám lại có thêm một đứa bé rất là nhỏ tuổi nữa. Cho nên ung thư hiện nay chúng ta là không từ một độ tuổi nào hết, dù nhỏ hay là lớn. Cho nên bây giờ ung thư của nước Việt Nam của chúng ta hiện nay là càng ngày càng nhiều hơn, và nó càng độ tuổi nó càng lan rộng ra nhiều hơn nữa. Mà để chúng ta mà để mà ngăn chặn cái bệnh ung thư này á, chỉ còn một cách là chúng ta phải thay đổi cái chế độ ăn uống lành mạnh của mình, làm sao cho cơ thể của chúng ta, cái độ pH của chúng ta phải luôn ở độ khoảng là pH là kiềm quá, thì khi đó cơ thể của chúng ta mới khống chế được các căn bệnh nan y, các căn bệnh ung thư. Để mà chúng ta có được cái cân bằng cái độ pH của chúng ta kiềm quá thì chúng ta phải là ăn cây cỏ trái cây mang hạt giống, vì trong cây cỏ trái cây mang hạt giống đó là phần nước kiềm tự nhiên để tốt cho sức khỏe của chúng ta. Và một lần nữa thầy xin chúc mừng cho bé. Khi mình về nhà rồi mình tiếp tục mình ăn theo cái chế độ là rau củ quả, để mà chúng ta luôn giữ cái dòng máu kiềm pH của chúng ta ở trong cơ thể của mình, để khống chế khối u, và khối u dần dần theo thời gian thì nó sẽ tan mất. Và một lần nữa thầy xin chúc mừng ạ.
Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Quý đã có lời chúc mừng cũng như dặn dò các bệnh nhân. Sau đây xin mời bác Tô Phú Quế sẽ phát biểu trong buổi lễ ngày hôm nay ạ. Xin mời bác. Dạ, xin trước trình cảm ơn các thầy ở đây tạo điều kiện cho tôi có dịp để tiếp xúc với các bệnh nhân cũng như người nuôi bệnh nhân. Thì qua đây đúng là em bé Duy An này là một cái kỳ tích mà từ trước đến nay, lần này là lần đầu tiên em đã vượt qua cái cơn bạo bệnh để lành tính. Và bác cũng chúc cho con cố gắng thực hiện cái phác đồ điều trị của các thầy ở đây, cố gắng ngoan ngoãn nghe lời các thầy ở đây cũng như nghe lời gia đình, để sau này em phát triển và em sẽ quay lại giúp ích được cho nhiều người trong xã hội. Đây là một cái kỳ tích mà mình nghĩ là trước tiên mình xin tạ ơn cha Phêrô đã phù hộ cho em cũng như các thầy ở đây đã tận tình và luôn luôn lúc nào cũng quan tâm. Đây là một em bé đặc biệt của phòng khám ở đây. Thì đề nghị bác đề nghị con đứng lên quay mặt xuống để xin một lần pháo tay để chúc mừng cho bé An một lần nữa. Và con cúi đầu cảm ơn các cái thầy ở đây đã quan tâm đến để điều trị với con. Con xin cúi đầu thật sâu, tập cho con có một cái thói quen là con cúi đầu chào các thầy đó. Như vậy các thầy ở đây thấy có vui không vậy? Đó là một cái điều mà bác từ ở Trà Vinh bác chạy xuống đây để chúc mừng cho con. Đó là một cái thành công của các thầy ở đây. Và cũng qua đây xin gửi gắm đến có một hai điều để gửi gắm đến các cái người nuôi bệnh cũng như các bệnh nhân. Và mình khẳng định lại luôn là mình là một cái người để hỗ trợ cho bệnh nhân chứ không phải là người của ở phòng khám này. Thì qua đó có một số các bệnh nhân mới về cũng như trên cộng đồng mạng qua đây, thì mình xin gửi gắm đến các cái người đã khỏi bệnh và đã hoàn thành phác đồ. Thì có một số bệnh nhân nói là liên hệ với các thầy không được, thì qua đây mình cũng xin gửi gắm cố gắng sắp xếp như thế nào đó liên hệ với các thầy, những người mà hỗ trợ cho mình có vấn đề gì khi mình về gặp sự cố gì đó, có nếu liên hệ được với các thầy không được thì mình cố gắng nhắn tin qua Zalo cho các thầy mình cần làm cái gì đó để các thầy liên hệ lại với mình. Và nếu muốn liên hệ trực tiếp với các thầy thì mình khuyên các bệnh nhân của người nuôi bệnh nhân là nên cố gắng sắp xếp điện cho các thầy vào buổi chiều sau 1 giờ. Tại vì buổi sáng mà mới 7-8 giờ sáng mà mấy bệnh nhân mà có công việc gì cần mà điện cho các thầy rồi không lấy, giờ các thầy ngồi tâm sự với mấy bệnh nhân này rồi bỏ mấy những bệnh nhân ở đây cũng tội nghiệp cho người ta. Mình cũng đừng có trách các thầy là tại sao không nghe điện thoại. Cái đó thì mình cũng khuyên và cố gắng khi mình lên điện thoại trước khi mình muốn nói chuyện với các thầy cái gì đó thì mình soạn sẵn trước để nói ngắn gọn cho các thầy trả lời. Chứ mình đừng có nói tràn gian đại hại quá, các thầy không có thời gian để trả lời cho các bệnh nhân cũng như người nội bệnh nhân. Cái đó là cái ý kiến thứ nhất. Cái ý kiến thứ hai thì qua đây mình cũng muốn lan rộng những cái người nuôi bệnh cũng như những bệnh nhân khi mình về rồi, nếu có những cái trường hợp nào đó thì mình cũng nên giới thiệu để giúp cho các cái người ta chưa có từng biết tới phòng khám. Chứ mình cũng vừa qua rồi mình cũng có nghe một số mình cũng hơi buồn. Tức là các thầy ở đây nếu bệnh nhân càng đông thì các thầy ở đây càng khổ càng mệt. Chứ các thầy ở đây đâu có lấy được cái đồng bạc nào của bệnh nhân đâu. Mà nhiều người nói là dựng chuyện này dựng chuyện kia thì mình thấy rất là đau lòng. Mình đừng nên ác ý chuyện đó. Mình giúp được cho xã hội gì mình nên giúp. Và các thầy phải chi mình nói như vậy mà các thầy ở đây thu tiền của bệnh nhân thì mình mới giới thiệu cho bệnh nhân ăn tiền cò, tiền đầu, tiền đuôi gì đó thì cũng tội nghiệp cho các thầy ở đây. Thì qua đây mình cũng xin gửi đến cộng đồng mạng cũng như các anh em ở trong nước như ngoài nước cố gắng giúp được gì cho xã hội thì giúp đỡ và nói những điều lợi ích cho các thầy ở đây thì nên nói, đừng nói những cái chuyện mà không lợi ích cho các thầy ở đây. Nhiều khi các thầy lỡ lên nghe cũng lăn tăn cũng phải suy nghĩ.
qua đó thì tại vì mình không phải là người ở phòng khám, thành ra mình mới dám nói với các thầy ở đây cũng không dám nói đâu. Nhưng mà tôi khẳng định luôn, nếu các thầy ở đây có làm gì sai không đúng, tôi sẽ là người góp ý cho các thầy ở đây trước mắt. Và nếu có các thầy ở đây có làm sai làm trái chuyện gì đó thì tôi cũng xin công bố cái số điện thoại của tôi, cứ việc liên hệ thẳng với tôi luôn. Số điện thoại của tôi là 0989093579. Tôi sẵn sàng góp ý lại với các thầy. Và xin cảm ơn sự lắng nghe và chú ý của các cái người nuôi bệnh cũng như bệnh nhân ở đây. Xin cảm ơn cộng đồng mạng cũng đã theo dõi chương trình này. Xin được cảm ơn bác Tô Phú Quế đã phát biểu rất là chân tình. Rồi bây giờ xin mời bác Trần Minh Giang để có đôi lời phát biểu ạ. Xin chung chúc các thầy, các mạnh thường quân gần xa, các người nuôi bệnh nhân và bệnh nhân dồi dào sức khỏe. Hai nữa cũng khuyên mấy em gái này về gái giữ gìn cháu, nuôi cháu thì cho cháu nó ăn động vật. Đáng mình đã giữ điều trị tới mức này rồi mình phải gắng cố gắng. Rồi hai nữa khuyên bệnh nhân, người nuôi bệnh nhân á, thì như ở nhà trọ nào cũng vậy, cũng có cái không gian ở làm sao thì có nhậu hay là cũng ra làm sao đi cho hai nữa đừng có cao ghê rồi gồm ben rồi làm phiền cho ở địa phương rồi những người bệnh. Rồi ở Vinh Kim này nè cũng có chỗ cao kê vui vẻ, cao kê gia đình á, mình có vui hay buồn mình tới đó mình văn nghệ mình chơi cũng được à, để đừng có làm phiền cho những người bệnh trong bệnh nhà trọ rồi người bệnh ở ngoài ở xóm. Rồi cũng khuyên bà con máu thấp nhang á, cứ cầm đứng lên thì cầm xiên cái nó rớt cái tàn ra dơ, mình cầm đứng lên người này cầm đứng cái người kia cầm đứng là nó rất là sạch đó. Dạ dạ đây không mất thời gian thì em mời cái chị hồi nãy muốn thương cháu bé đó, muốn ủng hộ cho cháu bé thì anh xin mời em bước lên đây. Con bác mời con bước lên đây cái con. Đây có một cô này, cậu thấy con giờ hết định cậu thương con đây. Dạ cô muốn gửi cho con một phần quà nè. Đó giờ em muốn nói gì với em? Con là một con gái nên đang được tất thiện. Con đứng đàng hoàng, con phanh tay lại đàng hoàng câu cho em bé này. Con thấy rất là mừng và làm động lực cho các bệnh nhân ở đây tiếp tục để cố gắng hết sức nhờ các thầy các cô ở đây giúp đỡ. Và các thầy các cô rất là mệt mỏi, làm rất là nhiều việc để chữa bệnh nhẹ lên cộng đồng, nên là em rất là mong các bệnh nhân hết sức cố gắng để khỏi bệnh như em bé này. Và em thấy bé này là một động lực nên là em rất là thương em bé này, em muốn có một chút xíu để mừng cho em sau khi về nhà. Nè, nè, con cảm ơn cô đi nè, con cảm ơn cô thì sao nói cảm ơn. Cảm ơn cô. Rồi. Lắng nha con. À. Trời. Rồi con tới về đi con. Bây giờ thầy Thanh xin mời mẹ với bé tiến lên phía trước để mình chia sẻ cái cảm xúc của mình trong cái buổi ngày hôm nay như thế nào. Muốn tâm sự gì với tất cả quý bệnh nhân ở dưới đây thì xin mời chị phát biểu ạ. Chị cho biết cái tâm sự của mình ngày hôm nay. Giới thiệu họ tên. Chị có thể giới thiệu họ tên, địa chỉ, rồi cái trường hợp nào chị tới đây, và trong cái thời điểm ở đây chị được khám chữa bệnh và được hỗ trợ điều trị như thế nào. Chị có thể chị chia sẻ thêm để cho mọi người hiểu. Tại vì so với những bệnh nhân khác, cái thời gian ở đây rất là ngắn. Ví dụ như từ 3 tháng tới 6 tháng, còn riêng cháu tới 8 tháng. Thì chị chia sẻ cái quá trình đó có gặp nhiều cái khó khăn hay không? Xin mời chị. Nguyên nhân là 3 tháng trước con khi con bước vào đây ấy, thì là con bé 46 bị bệnh ấy, thì con không biết là cách ăn uống như thế nào. Tại vì bé nó còn bé quá. Thế là con cho ăn cũng cho ăn rau. Rồi cũng ăn dầu nhưng mà con lại chiên quá nhiều dầu. Rồi con ăn nước mắm mặn ấy.
con không biết là nước mắm chay với nước mắm mặn. Thế trước giờ không ăn chay, thế là cho ăn nước mắm mặn 3 tháng trước. Nên con đi khám thì là nó là 6-8 cm. Nên về sau rồi cái cô ấy chữa bệnh ấy, cô mới chỉ con là ra Bách Hóa Xanh mua nước mắm chay. Thì bắt đầu con mới ăn nước mắm chay, con không ăn dầu nữa. Con chỉ xào không thôi, không ăn dầu. Mà ít khi ăn dầu lắm. Nên lên con mới xuống được nhiều như vậy. Rồi thầy xin ngắt lại chút. Đó, trước khi để chị nói tiếp, để thầy giải thích cho mọi người hiểu ha. Là cái thời gian đầu cháu vô đây, cái phương pháp ăn cháo của cháu nó chưa có đúng với cái phương pháp mà ở đây các thầy áp dụng cho từng bệnh nhân. Bởi vì cái đạm động vật nó rất là ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe đối với cái căn bệnh, đặc biệt là khối u não. Nó có ảnh hưởng, ví dụ như mình ăn đạm động vật vô, nó có tính axit, nó có chất glutamine, nó làm phát triển cái khối u đó lên. Cho nên cái thời gian đó thì đây cũng là cái sai sót của các thầy thuốc ở đây mà hôm nay thầy cũng muốn nói lên để cho mọi người hiểu. Là cái thời gian đó thì nó có quá nhiều thứ để mình phải lo. Thì cái vấn đề sai sót của cháu có lẽ là trách nhiệm đó là do các thầy theo sát cái vấn đề ăn uống của cháu chưa có kỹ, cho nên là hướng dẫn cháu chưa thật sự cụ thể để người nhà hiểu cái phương pháp ăn uống. Thì sau đó các thầy chấn chỉnh lại về cái cách ăn uống. Sau khi phòng khám ổn định lại và ăn uống chấn chỉnh lại thì cái kết quả ngày hôm nay đạt được là một cái kết quả đúng với cái công sức bà bỏ ra. Thì cái thời gian đầu là cháu ăn nước mắm mặn là không có đúng với phác đồ. Thì sau đó các thầy mới điều chỉnh lại, coi như là bỏ cái quá trình thời gian từ trước tháng 3 đổ về trước là cái chương trình điều trị của cháu. Xem như mình không có thể nào áp đặt được đúng cái phác đồ đó thì áp dụng lại, đưa cháu trở lại cái lộ trình áp dụng phương pháp của cháu, ăn cháo của cha Phaero Nguyễn Văn Tường. Thì từ tháng 3 tới tháng 7 hôm nay mới ăn đúng phác đồ. Đó là cái thời gian nó kéo dài là như vậy. Nhưng mà thêm một cái nữa thầy muốn nói, mình ở đây các thầy trọng tâm giúp cho bệnh nhân, các thầy không có đặt nặng về vấn đề thời gian. Bởi vì cái điều mà các thầy mong muốn là cái chất lượng hỗ trợ điều trị. Cái thời gian của các thầy muốn bệnh nhân ở đây kéo dài hơn một chút để cho cái kết quả của mình nó phải tương xứng. Và cái thời gian ở đây dài để các thầy có thể hướng dẫn cho người bệnh nhân về cái phương pháp của cha. Cha dạy các thầy như thế nào, các thầy cố gắng trong cái thời gian mà bệnh nhân ở đây cố gắng truyền tải được những cái kiến thức đó, cũng như là những cái kinh nghiệm, những cái phương pháp cha đã áp dụng, thì để cho bệnh nhân hiểu được để về nhà làm đúng cái phác đồ như vậy. Đó là mục tiêu của các thầy. Cho nên là về thời gian ngắn hay dài, mình đừng có đặt nặng vấn đề đó. Quan trọng nằm ở cái sức khỏe của mình. Tại vì khi mình về nhà, mình có được cái kết quả tốt ngày hôm nay, nó chưa phải là kết quả cuối cùng mà mình mong muốn đâu. Mà mình muốn làm sao cái sức khỏe của mình về nhà mình tự mình chăm sóc được bản thân mình, mình giữ được cái kết quả đó mới là quan trọng. Tại vì ở nhà mình còn sống cuộc sống của bản thân mình với người gia đình mình với công việc của mình nữa, thì về khi về nhà mình phải áp dụng làm sao đúng phác đồ thì nó mới có được cái kết quả tốt. Cho nên là thầy sợ rằng mình có kết quả ngày hôm nay rồi, khi mà trở về nhà mình lại không giữ được cái kết quả đó, hoặc là mình chủ quan, mình thấy mình sức khỏe mình tốt quá, mình ăn uống không có được đúng. Cho nên là các thầy luôn luôn lúc nào cũng phải nhắc nhở và theo sát các trường hợp. Rồi thì bây giờ chị có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của chị khi mà chị đi lên trên Bệnh viện Nhi Đồng 2 và gặp bác sĩ như thế nào. Chị có thể chia sẻ cho mọi người biết khi mà bác sĩ khám xong, bác sĩ nói như thế nào với chị với cháu nhỏ không? Dạ, thật sự là đầu tiên là con khám ở ngoài Hà Nội trước. Vì con khám ở đấy thì bác sĩ nói rằng là thôi đi về đi, khi nào mà nó suy sụp quá, tại bây giờ mổ là nó là người thực vật. Bác sĩ nói thẳng vậy luôn.
xong gia đình con cũng vay mượn chuẩn bị tiền xong rồi thì không mổ được. Thì cái cũng duyên là nhà con bên Phật mà bác bên đạo bác ấy chỉ vào đây. Vào đây rồi ấy thì con chữa một thời gian ấy thì là cháu đi khám ở ngoài bệnh viện Nhi thành phố Hồ Chí Minh. Thì bác sĩ nói là khối u này nó to quá thì mổ đi chứ không thì sau này nó chèn càng to thì nó càng nguy hiểm, không mổ được nữa. Thế bác sĩ cũng nói là người thực vật như vậy nhưng mà phải cẩn thận, mổ cẩn thận. Đến khi mà cái tháng cuối cùng con đi khám là cái tháng 8 hay tháng 7 ấy, con đi khám lại lần nữa. Thì bác sĩ bảo là mừng quá, sao mà ở nhà mà nó lại giảm được nhiều như vậy. Thế con bảo không, con đi chữa dưới Trà Tưởng hay Trà Vinh ấy, con chữa thuốc nam ấy. Thế ông bảo chứ sao mà hay dữ vậy. Thế xong ông mới bảo là mổ, tức là con vẫn đăng ký cho cháu mổ. Nhưng mà ông ấy cứ nói theo cái kiểu là bây giờ mà không mổ ấy, để ý là cái khối u nó nhỏ quá mà không mổ ấy thì sau này nó chèn lên rồi là nó sẽ không tốt. Nhưng mà mổ bây giờ không phải mổ một lần mà mổ hai lần, tại vì nó lại nằm ở trên dây thần kinh. Khi mình mổ ấy thì là nó phải cẩn thận cái dao, không thì nó đụng vào dây thần kinh thì cũng là người liệt, mà con cũng kinh nữa. Thì cái hôm vừa rồi con đi khám là ngày 18 ấy, con chờ để bác sĩ hậu chuẩn lại xem ý cháu như thế nào. Thì bác sĩ vẫn quyết định cho cháu mổ. Nhưng mà khi gia đình con họp lại và con hỏi mấy bà ngoại ấy thì bảo là thôi bây giờ ở dưới này thì cha đã cứu cho như vậy rồi, giảm được nhiều vậy rồi, thì còn ít thôi thì xin cha là cho cháu ở đây chữa tiếp để cho cháu hết hẳn. Gia đình con thật sự là khi nghe xong rất là vui. Bố nó nghe xong bố nó còn ngã nữa. Rồi con nghe xong, khi mà nghe được bác sĩ tư vấn như vậy nhưng mà mọi người vẫn bảo xuống xem thầy nói thế nào. Nhưng khi nghe xong thật sự rất là mừng. Cái số khối u của nó giảm quá nhiều. Nên là con cũng xin thầy với lại cho con chữa tiếp ở đây, cho cháu hết hẳn rồi con mới đi về. Con về con sợ nó lại to lên. Dạ. Rồi bây giờ thầy hỏi ý kiến các bệnh nhân này. Mọi người có đồng ý cho cháu ở lại đây để chữa thêm thời gian nữa không? Đồng ý cho một tràng pháo tay. Ở đây các thầy giúp cho tất cả các bệnh nhân thì cái tiêu chuẩn để áp dụng cho tất cả là 3 tháng. Cái thời gian đó là thời gian đủ để cái phác đồ hỗ trợ điều trị của cha nó có kết quả cho từng bệnh nhân. Và cái thời gian đó là thời gian các thầy hướng dẫn cho mỗi bệnh nhân cái cách ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt làm sao cho đúng với phác đồ ở đây. Và cái thời gian đó là thời gian mà các bệnh nhân và người nuôi bệnh tới đây giống như một cái cuộc nghỉ dưỡng để mình xem xét lại cái cách ăn uống của mình, cũng như thay đổi thói quen sinh hoạt của mình để mình về nhà mình điều chỉnh cái cách ăn uống đó cho nó hợp lý. Đó là thời gian là như vậy. Còn riêng cháu từ 8cm xuống còn 1cm và bác sĩ thấy cái khối này có khả năng phẫu thuật được để loại bỏ sớm, bác sĩ đề nghị cháu nên phẫu thuật sớm. Nhưng mà vì nó vẫn có cái rủi ro ảnh hưởng tới dây thần kinh cho nên là người nhà cân nhắc và mong muốn làm sao áp dụng cái phương pháp ăn cháo và uống thảo dược để cho nó gom lại, để có thể nó tăng từ từ từ. Thì cái đó các thầy sẽ cố gắng hỗ trợ cho thời gian nữa cho chị và cháu ở đây. Dạ. Thì các thầy đã hội chẩn với nhau là thời gian sắp tới thì các thầy sẽ tạo điều kiện. Dạ. Thì ngày hôm nay đã hoàn thành cái chương trình hỗ trợ điều trị ở đây. Dạ. Thì các thầy sẽ chúc mừng và tặng cho cháu phần quà. Rồi sau đó người nhà sẽ về nhà thu xếp cái công chuyện của cháu. Dạ. Xong rồi thời gian sắp tới trở lại đây. Dạ. Để các thầy giúp tiếp. Mọi người có đồng ý điều đó không? Thật sự đây là một cái niềm vui không có thể nào tả xiết. Bởi vì mặc dù cái khối u này là khối u Wasnoma, nó là khối u lành tính của hệ thống thần kinh. Và cái khối u này nó sẽ phát triển theo thời gian, cho nên là nó sẽ ảnh hưởng tới các cái chức năng, cũng như là ảnh hưởng tới thị lực và ảnh hưởng tới hệ thống vận động của cơ thể. Triệu chứng dễ dàng thấy nhất là nó phù não, và cái hiện tượng thứ hai là đau đầu, hiện tượng thứ ba là bị động kinh. Nhưng hôm nay cháu có thể sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ tốt như thế này. Bây giờ thầy mời em trả lời cho thầy một số câu hỏi nha, để mọi người biết được nha.
Bây giờ thầy hỏi nè, trong quá trình ăn cháo lâu như vậy em thấy như sao? Em ăn có được không? Em nói cho mọi người nghe thử coi. Ăn có bị ngán hay là ăn cảm thấy nó ngon? Ngon. Ngon hả? Ăn gần 8 tháng mà vẫn cảm thấy ngon hả? Tuy là bây giờ hơi ngán tí mà vẫn ngon. Vẫn ngon. Ủa sao kỳ vậy? Sao nó mâu thuẫn như vậy? Lý do gì mà em lại quyết tâm em ăn 8 tháng ăn cháo như vậy? Nói thầy nghe coi. Không ăn thì xuống hòm. Rồi, không ăn thì xuống hòm. Ý là em nói là em quyết tâm em ăn để em vượt qua căn bệnh đó. Mặc dù nó hơi ngán thiệt. 8 tháng lần mà. Cũng thèm nhiều thứ đúng không? Thầy hiểu. Thì trong 8 tháng đó đó, em ăn mà em quyết tâm em ăn để em vượt qua căn bệnh. Mình thấy cái ý chí của em nó lớn đến như thế nào không? Có nghĩa là ăn để quyết tâm vượt qua cái căn bệnh. Đó. Đây là một cái tấm gương đó nha. Mặc dù bệnh nhân mình có thể sẽ lớn tuổi hơn, nhưng mà mình thấy vậy mình không có được mà bỏ cuộc nha. Cháu nhỏ mà vẫn làm được thì bản thân mình phải quyết tâm mình phải hơn như vậy nữa. 8 tháng lận mà cháu vẫn còn cố gắng cháu ăn. Thì bà còn muốn, thời gian sắp tới còn muốn có kết quả tốt hơn nữa. Bây giờ thầy hỏi thêm em thêm câu nữa đi. Bây giờ em, khi mà em cảm thấy em khỏe như vậy rồi, em có mơ ước hay mong ước sau này mình làm gì không? Miên ước, nhưng mà sau khỏi xong rồi mới tính. Sao không, mới tính rồi. Bây giờ thầy đề nghị ha. Sau này em khỏe mạnh, rồi em mong muốn em trở thành một người thầy thuốc để có thể tiếp tục tiếp nối con đường cứu người giống như mấy thầy không? Có mong muốn điều đó không? Mong muốn nhưng mà... Mình quyết tâm cái gì mình cũng có thể làm được hết. Mình khỏe mạnh thì cái gì mình cũng làm được. Chỉ cần mình có sức khỏe thôi. Được không? Ha. Sợ ơi. Sợ gì? Em sợ gì? Sợ bỏ cuộc thôi chứ. Không, mình đâu sợ bỏ cuộc được. Mình phải quyết tâm nha, cố gắng. Thôi thì cái điều đó cũng là một cái tâm nguyện của em. Thì em nói là khi nào em khỏe thì em sẽ tính. Rồi bây giờ thầy Thanh xin mời thầy Nguyễn Thị Hạnh sẽ tiến lên phía trước để trao cho em cái giấy chứng nhận hoàn thành phác đồ điều trị và tặng cho em một phần quà. Là em đứng ra phía trước đi. Rồi sau khi em nhận xong em cúi đầu cảm tạ cha. Rồi mình mới về chỗ nha. Rồi xin mời thầy Nguyễn Thị Hạnh. Đây là giấy chứng nhận cho em đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị. Rồi tặng cho em một phần trà thảo mộc. Rồi xin mời mẹ của cháu lên đây. Đây là bó hoa thầy Hạnh sẽ tặng cho chị ha. Cái sự thành công của em ngày hôm nay là do sự quyết tâm của mẹ cháu đó, đã cố gắng động viên tinh thần cháu. Mặc dù thật sự các thầy ở đây với cháu nên các thầy thấy cái chuyện mà cháu hiếu động như vậy là chuyện đó bình thường. Trong ngày hôm nay mà cháu lăng xăng đi tới đi lui rồi không đứng yên chỗ đó, mọi người thấy không nghiêm túc, nhưng thật sự ra cháu có cái tính năng động. Có nghĩa là bình thường cháu vậy đó, ở nhà, ở phòng trọ và qua phòng khám cháu cũng luôn năng động vậy. Thì tại vì cái sức khỏe cháu hiện tại đang rất tốt cho nên cháu mới có thể năng động được như vậy. Chứ cái ngày đi vô đến đây đó thì sức khỏe cháu không được cho phép gì đâu, đau đầu. Và bây giờ ở đây các thầy có một món quà khác dành cho em nha. Đó là một bồn cờ và một quyển truyện tranh. Nó sẽ giúp cho em hoạt động cái não bộ tốt hơn. Đây, và giải trí. Rồi, tặng cho em cầm được không? Rồi, lát chị cầm giùm nha. Rồi bây giờ hai mẹ con có thể cúi đầu cảm ơn cha. Vì đây là cái công trình mà cha đã dày công nghiên cứu, dành hết tâm huyết của cha. Rồi xin mọi người cho tràng pháo tay chúc mừng một lần nữa. Cái kết quả ngày hôm nay đó là một cái niềm vinh dự dành cho gia đình và cho cháu. Đó cũng là niềm hân hoan rất là lớn dành cho các thầy thuốc ở đây, cũng như là
nhờ cái sự chung tay góp sức của quý mạnh thường quân xa gần đã đồng hành cùng với quý thầy thuốc ở đây, quý bệnh nhân, mình mới có được kết quả ngày hôm nay. Để thầy cũng kể thêm một chút về chia sẻ về các mạnh thường quân đã giúp cho phòng khám. Thì bởi vì các thầy luôn giữ theo lời cha là ăn cây cỏ mang hạt giống, buông bỏ, yêu thương, bảo vệ sự sống, đặc biệt là đối với Thiên Chúa là chúng con là đầy tớ vô dụng của Người. Các thầy luôn luôn làm hết cái khả năng của mình có thể làm được để mong muốn làm sao mang đến cái kết quả tốt đẹp nhất dành cho quý bệnh nhân khi mà tất cả mọi người đến đây. Và đó cũng là một cách mà các thầy trả ơn lại cái tấm chân tình mà cha đã cung mang các thầy, huấn nhục cho các thầy, mà nhắc nhở từng ly từng tí cho tới ngày hôm nay các thầy đã làm được điều đó. Còn đối với các quý mạnh thường quân, quý ân nhân và những nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng với tất cả mọi người, thì thầy cũng xin chia sẻ có những trường hợp là các bà cụ lớn tuổi mà để dành cái tiền lương hưu á, lương hưu để sử dụng những cái đồng lương đó, ít ỏi đó để lo cho trang trải cho cuộc sống, thì mới nhìn thấy cái hoàn cảnh của quý bệnh nhân, thương quá muốn ủng hộ cho tất cả mọi người, mua từng bịch gạo, mua từng giỏ bình nước, lo những cái kinh phí. Nhưng mà lo tới khi mà không còn khả năng lo nữa thì lại tiếp tục vận động những người xung quanh để mà tiếp tục lo cho phòng khám. Rồi có những cô buôn bán ở các sạp, có nghĩa là có cái cô đó là cô bé với cô hai, thì bán ở cái trước cái quầy mà người ta bán cái shop á, shop quần áo, shop hàng, cửa hàng á, thì cổ cũng bán những cái đồ ăn cho những người đó. Thì cổ có để một cái bảng là nhận ủng hộ từ thiện, có nghĩa là ai ủng hộ cho cổ một ít, 5-30 gì đó, rồi cổ dùng cái đồng tiền đó mới ủng hộ lại cho quý bệnh nhân. Cho nên là thầy nghĩ rằng tất cả những mạnh thường quân, nhà hảo tâm, họ thật sự cái đồng tiền làm ra rất là khó, mà bản thân họ cũng muốn ở đây giống như các thầy, nếu như được ở gần thì cũng sẽ dành thời gian để phục vụ, giúp đỡ cho tất cả quý ông bà ở đây. Tuy nhiên là không có điều kiện về đây, họ muốn dùng cái công sức của họ, những cái tích góp trong cái cuộc sống, tiền lương hưu để hoặc là tiền vận động để mà lo cho quý ông bà cô bác ở đây. Cho nên thầy dành cái thời gian để hướng dẫn cho bệnh nhân xong, cũng nhắc nhở quý bệnh nhân mình cố gắng mình giữ cái phác đồ hỗ trợ điều trị ở đây, mình ăn đúng phác đồ các thầy đưa ra, cũng như là mình trân trọng cái công sức mà tất cả mọi người đã đóng góp vào. Mình giữ phác đồ là mình không phụ lòng cha, không phụ lòng các thầy và không phụ lòng tất cả mạnh thường quân. Vì những cái đồng tiền mà những cô bác ở xa, phương xa gửi về cho mình nó rất là khó khăn chứ không hề dễ dàng. Cho nên là mọi người cố gắng trân quý cái điều đó. Cũng qua đó, phòng khám xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương trong thời gian vừa qua đã tạo mọi điều kiện, đã giúp đỡ cho phòng khám về an ninh trật tự, cũng như là tạo hết mọi điều kiện giúp cho bệnh nhân ở tại địa phương này có được cái điều kiện hỗ trợ điều trị tốt nhất. Còn cái lời cuối cùng thầy muốn nhấn mạnh đó là quý bệnh nhân mình ở đây mình điều trị, mình cố gắng mình không có xả rác bừa bãi, mà tất cả rác mình gom lại mình cột bịch rồi để các chủ nhà trọ sẽ gom ra bãi tập kết rác để mà đem đi đổ, chứ mình đừng có quăng rác ở những cái nơi công cộng. Và không tụ tập đánh bài ăn tiền nha. Thời gian vừa qua thì thầy nghe một số trường hợp có tổ chức đánh bài đó, thì thầy nhắc nhở quý bệnh nhân và người nuôi mình tới đây vì mục đích chính của mình là đi hỗ trợ điều trị,
thì mình không được tham dự vào những cái tai nạn đó, đánh bài, rồi những cái điều đó là không được, tuyệt đối không được. Rồi mình tham gia giao thông cũng vậy, mình cố gắng mình đi ra đường mình phải đội mũ bảo hiểm, và mình không có được đi hàng 2, hàng 3. Thầy thấy có những trường hợp, ví dụ như đi buổi chiều, đi tập thể dục một buổi sáng đó, đi mình đi hàng 2 thì có thể sẽ ảnh hưởng tới vấn đề mà xe cổ đó, họ sẽ qua quẹt mình, cho nên mình cố gắng mình đi cẩn thận. Với lại mùa mưa cũng đường xá trơn trượt, cho nên người nhà cũng cố gắng xem xét bệnh nhân của mình, coi cái chân dép có bị mòn chưa, mình thay đôi dép khác để cho nó có cái độ bám, để mình đi không có bị trượt ngã. Và đặc biệt những cái khu vực mà có cái phòng nhà trọ có toilet chung á, thì bệnh người nuôi phải cố gắng là dắt bệnh nhân đi toilet thì mình phải cẩn thận nha, tại vì toilet thì thường rất là trơn trượt. Bệnh nhân tuyệt đối không dùng thuốc mà thuốc đắp. Còn một cái vấn đề nữa, hôm vừa rồi đó thầy cũng có nhắc nhở chung trên group, đó là quý bệnh nhân mình đang được hỗ trợ điều trị tại phòng khám, mình được các thầy chỉ định cho mình sử dụng những cái loại thảo dược nào ở trong phòng khám, và có thể mình thu mua thêm những loại nào ở đây không có, thì đó là do các thầy chỉ định và các thầy quản lý kiểm soát cái phần đó cho mình, là đủ cái phần mình uống trong ngày, và để đạt được cái kết quả cuối cùng là các thầy là người chịu trách nhiệm để theo sát cái vấn đề đó. Cho nên là bệnh nhân và người nuôi không được sử dụng thêm các loại mà không phải do các thầy chỉ định. Ví dụ như mình có một cái loại thảo dược nào, hoặc là mình muốn uống một cái loại thực phẩm chức năng, hoặc là cái sữa bột hay gì đó, thì mình cứ mạnh dạn đem cái loại đó lên gặp các thầy để hỏi bác có cái loại thuốc này, có các loại thảo dược này, bác có uống được hay không, tụi con tư vấn giùm. Thì ở đây các thầy sẽ tận tình để mà hướng dẫn cụ thể cho mình cái loại nào dùng được, cái loại nào không dùng được, và đặc biệt là không tự ý dùng những cái loại mà người ta mời gọi từ bên ngoài, bởi vì mình uống vào mà các thầy không biết, mà bản thân mình có xảy ra sự cố gì là các thầy không thể can thiệp được đó. Cho nên quý bệnh nhân phải bài trừ cái những vấn đề đó, có nghĩa là mình từ chối những ai mời gọi mình mua những cái loại sản phẩm bên ngoài để uống thêm cho nó có sức khỏe hay gì đó, mình sẽ không được phép sử dụng ở đây, bởi vì làm như vậy các thầy sẽ không quản lý được cái những cái thứ mình uống vào, ăn vào. Cho nên cố gắng nha, kể cả thuốc uống và kể cả thuốc đắp đó, quý bệnh nhân nên lưu ý. Trước khi cha Phêrô Nguyễn Văn Tường nằm xuống á, thì cha đã dạy dỗ cho các thầy, và trong thời điểm đó quý thầy thuốc ở đây có 4 thầy: thầy Tiến, thầy Thanh, thầy Quý và thầy Hạnh học hỏi theo cha, thì đã biên soạn lại quyển sách này, và công ty cổ phần sáng tạo AQ Việt Nam chủ biên soạn là Nguyễn Cao Thâm, người biên soạn là thầy Võ Duy Tiến. Rồi xin mời thầy Võ Duy Tiến đứng lên cho mọi người được thấy Chúng ta dành tràng pháo tay cho thầy. Và Nguyễn Trang Nhung là người trực tiếp viết ra cái quyển sách này đó. Và khi cha còn sống, cha phê duyệt cho cái quyển sách này là theo cái công trình khoa học của cha. Cho nên là các thầy ngày hôm nay, vì cháu đã hoàn thành cái chương trình hỗ trợ điều trị ở đây, và đặc biệt là cháu đã có cái thời gian dài ở đây quyết tâm từ cái ngày mà phòng khám bắt đầu phục dựng tới ngày hôm nay, và cho tới ngày hôm nay cháu còn đứng ở đây để tiếp tục cái chương trình đó, thì thầy và các thầy quyết định tặng cho cháu cái quyển sách này, là quyển ứng dụng công nghệ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Đây là cái quyển sách có cái hình của cha, có cái bản quyền của thầy Tiến và chị Trang Nhung, và chủ biên là Cao Thâm. Thì cái quyển sách này đã xuất bản từ năm 2020 với 1.000 ấn bản, ấn phẩm. Cho tới ngày điểm hiện tại thì cái số lượng đó nó còn rất là ít. Thì sắp tới các thầy vận động thêm kinh phí để tái bản cái bộ sách này,
để có thể gửi tặng tới nhiều nhiều hơn nữa những người được xem quyển sách để hiểu được cái phương pháp của cha, mong muốn làm sao cái phương pháp của cha lan tỏa ra rất nhiều người. Đó là cái mong muốn của các thầy. Thì thời gian sắp tới các thầy sẽ vận động kinh phí để in lại, tái bản lại cái bộ sách này với cái số lượng là 1.000 cuốn. Ở đây các thầy ký tên gồm có 4 thầy: thầy Võ Di Tiến, thầy Nguyễn Thanh Quý, thầy Nguyễn Tấn Thanh và thầy Nguyễn Thị Hạnh đã ký tên kỷ niệm ở trên này và tặng nó lại cho chị và cháu em. Xin quý mạnh thường quý bệnh nhân và người nuôi dành tràng pháo tay. Đó, đây là cái quyển sách kỷ niệm mà thầy nghĩ chắc đây là lần đầu tiên mà các thầy tặng cho một bệnh nhân và người nuôi. Thì hy vọng rằng những cái thời gian sắp tới khi mà bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị, các thầy khi mà tái bản được bộ sách này thì các thầy sẽ tặng cho mỗi bệnh nhân trước khi ra về một quyển sách này để làm quà kỷ niệm, cũng như là mang cái quyển sách này cho nhiều người xem để lan tỏa cái phương pháp của cha. Biết đâu những cái người bệnh ung thư sau này nữa họ sẽ nhìn thấy và họ hiểu được về phương pháp này, họ có thể đến đây để được các thầy tiếp tục chăm sóc, hỗ trợ điều trị. Đó là mong mỏi của các thầy thuốc ở đây. Rồi thì bây giờ để tiếp tục cái chương trình khám chữa bệnh thì thầy Thanh xin mời quý thầy trở về phòng khám và chúng ta sẽ tiếp tục công việc của mình. Và một lần nữa chúc cho bé An đã hoàn thành chương trình ngày hôm nay. Thì trong thời gian sắp tới các thầy sẽ cố gắng, các thầy sẽ... Rồi cũng thầy cũng mong rằng chúc cho quý bệnh nhân còn lại đang có mặt ở đây mình có động lực, mình có thêm cái niềm tin và mình cầu nguyện ơn trên, mình mong muốn rằng sau này mình khi mà mình trở về nhà đó, mình làm một cái điều gì đó có ích cho xã hội, có ích cho mọi người xung quanh. Và ngày hôm nay mình phải giữ đúng phác đồ giống như bé An ở đây.